Cẩm Tú xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cùng Nhau Hiểu Luật được phát sóng hàng ngày vào lúc 9 giờ 40 phút trên kênh TTV11. Chương trình được thực hiện bởi Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Kính thưa quý vị, nước Việt Nam là một khối thống nhất về mặt dân tộc, lịch sử và kinh tế và không một lực lượng nào trên thế giới có thể chia cắt được Việt Nam. Đây là khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong diễn từ tiệc chiêu đãi ở Belgrade, Nam Tư. Tinh thần đoàn kết toàn dân tộc đã giúp cho chúng ta vượt qua những thách thức cam go của lịch sử, đánh thắng các kẻ thù xâm lược, bảo vệ và xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thế nhưng trên thực tế thì vẫn còn hiện diện các thế lực thù địch chống phá, luôn ra sức tung hô, cổ suý cho các hành vi kích động bạo lực, gây hận thù dân tộc, chia rẽ đồng bào, đặc biệt là lợi dụng vào bộ phận các anh em dân tộc thiểu số, ngăn cách đồng bào, phá vỡ sự kết nối giữa lòng dân với ý đảng. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị rất là nhiều thông tin về những cái vấn đề vừa chia sẻ. Và cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu luật sư Nguyễn Trần Thiên đến từ Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào luật sư ạ. Xin chào Cẩm Tú, xin chào khán thính giả đang theo dõi chương trình ạ. Cảm ơn luật sư đã dành thời gian để tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Thưa luật sư, chúng ta cũng đã nghe trên báo đài rất là nhiều những cái vụ việc là người dân tộc thiểu số bị kích động để mà gây ra những cái hành động vi phạm pháp luật. Và thưa luật sư, câu hỏi đầu tiên thì xin được phép hỏi luật sư là vì sao những thế lực thù địch lại thường nhắm đến đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số để gây ra sự chia rẽ này ạ? Trước tiên chúng ta thấy rằng là đối với người đồng bào dân tộc thiểu số thì họ sống rất là chân thật, dễ tin người khác. Việc thứ hai nữa là cái đời sống kinh tế xã hội của họ thì chưa có đủ điều kiện tốt lắm. Thứ ba nữa là họ có một cái đặc thù tôn giáo tín ngưỡng riêng. Cho nên là lợi dụng vào ba cái điểm chính này mà các cái thế lực thù địch họ sẽ tiếp cận. Họ tiếp cận và họ tuyên truyền bằng cách là họ sẽ thâm nhập vào cái đời sống xã hội của những cái người đồng bào dân tộc. Sau đó họ theo một cái hình thức là chuyển hóa từ từ, để họ trở thành một thành phần trong cộng đồng, và trên cơ sở đó họ bắt đầu họ đưa ra những cái chính sách tuyên truyền để chống phá nhà nước, chống phá khối đoàn đoàn kết của dân tộc. Và đặc biệt ở đây nó còn một cái thực trạng nữa là do cái nơi sinh sống của những cái người đồng bào dân tộc này ở những cái nơi xa xôi, hẻo lánh, cho nên là cái việc mà giao tiếp với cái thế giới hiện đại cũng giống như là giao tiếp với các cái cơ quan chính quyền địa phương nó bị trở ngại. Cho nên lợi dụng cái điều này mà các cái lực chống phá họ xâm nhập vào để họ tuyên truyền theo cái ý đồ xấu của họ. Vâng ạ, qua những chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy là những thế lực thù địch chống phá thì thường lợi dụng vào người đồng bào dân tộc thiểu số có dân trí còn thấp và đánh vào tâm lý những người nhẹ dạ cả tin để mà cổ suý cho cái hành vi là bạo loạn và kích động quần chúng nhân dân. Vậy thì thưa luật sư, những cái điều mà không tốt như vậy bị cổ suý đó thì đã gây ra những cái ảnh hưởng như thế nào đối với khối đài đoàn kết dân tộc của chúng ta? Chúng ta thấy có một cái thực trạng gần đây mà các báo đài họ đã đăng tin là có một cái vụ mà các cơ quan điều tra, các cơ quan có thẩm quyền họ đã kết luận đây là một cái vụ khủng bố, mà đa phần những cái người thực hiện là những cái người đồng bào dân tộc thiểu số ở trên Đắk Lắk. Thì cái việc xảy ra những cái hậu quả mà trước mắt chúng ta thấy như cái đợt vừa rồi là gây đến thiệt mạng và thiệt hại cái cơ sở vật chất của các cơ quan nhà nước. Nhưng cái hệ lụy lớn hơn chúng ta có thể thấy là nó ảnh hưởng đến cái an ninh chính trị của quốc gia. Và nó gây ra một cái nhìn khác của tất cả các cái dân tộc khác đối với các cái người thuộc cái thành phần dân tộc thiểu số. Từ đó tạo ra sự mâu thuẫn, và từ cái sự mâu thuẫn đó sẽ dẫn đến mất đoàn kết, chia rẽ cái khối đại đoàn kết dân tộc mà đảng và nhà nước ta đã luôn luôn gây dựng và chú trọng thời gian dài vừa qua. Thì khi mà cái sự chia rẽ nó ngày một lớn thì chắc chắn rằng tình hình đất nước sẽ bất ổn. Bất ổn thì nó sẽ ảnh hưởng đến chế độ chính trị, ảnh hưởng đến cái sự lãnh đạo của đảng và nhà nước. Và cái quan trọng hơn là nó tuyên truyền một cái ý thức hệ đối với những cái người khác. Họ nhìn vào, họ sẽ có một cái nhìn nhận sai rằng là do cơ quan nhà nước, do các cơ quan lãnh đạo có sai sót dẫn đến sự kích động đối với những cái người đồng bào dân tộc thiểu số, do các cơ quan đảng và nhà nước
không chăm lo đến cái đời sống xã hội của những người đồng bào dân tộc thiểu số, thì đây là những cái quan điểm hoàn toàn sai lệch. Và cái hệ lụy của nó không phải đơn giản ở cái việc là chỉ thiệt mạng vài người hoặc là gây thiệt hại cơ sở vật chất cho một vài cơ quan trụ sở, mà về lâu về dài nó ảnh hưởng cả một cái hệ thống chính trị, và thậm chí nó còn ảnh hưởng đến cái toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Và cụ thể thì quy định của pháp luật về những cái hành vi này sẽ bị xử phạt như thế nào thưa luật sư? Đối với những cái hành vi mà xảy ra như vậy thì chắc chắn là phải đối mặt với một cái bản án hình sự, và tùy vào tính chất mức độ mà cơ quan nhà nước sẽ có cái khung hình phạt phù hợp đối với từng hành vi của từng người. Nhưng cái quan trọng hơn không phải là cái hậu quả pháp lý đối với hành vi, mà cái quan trọng hơn là cái hậu quả pháp lý của cái quan điểm, của tư duy của cái người thực hiện. Có phải rằng họ thực hiện điều đó bởi vì họ muốn hay không, hay là vì một cái lợi ích nào đó, hay là vì họ thiếu hiểu biết, hay là vì họ bị một cái thế lực thù địch đứng đằng sau để đưa ra những cái chính sách để kích động bạo lực, thì đó là cái mà chúng ta cần phải quan tâm. Và chắc chắn rằng trong mọi trường hợp luôn luôn sẽ bị pháp luật trừng trị một cách nghiêm minh, và tất cả những cái hành vi đó đều được quy định một cách cụ thể trong Bộ luật hình sự rồi. Nó có những cái tội như là tội chống phá nhà nước, tội hoạt động phỉ vân vân, thì nó đã được quy định rất là rõ ràng trong Bộ luật hình sự. Vâng, thưa luật sư và thưa quý vị khán giả, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc luôn có một vị trí chiến lược quan trọng trong cách mạng Việt Nam. Các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Kể từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đất nước đến nay, Đảng ta luôn quan tâm, dành nhiều chủ trương ưu tiên, đầu tư phát triển toàn diện về kinh tế xã hội, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Và thưa luật sư, đối với chủ trương nhất quán của Đảng về công tác dân tộc thì đã được hiện thực hóa như thế nào ạ? Về mặt chủ trương thì chúng ta thấy rằng là qua các kỳ đại hội Đảng thì cái kỳ đại hội gần đây nhất đã nâng cái việc mà quan tâm đến cái đời sống xã hội, quan tâm đến cái chính sách dân tộc, đó là mang tính chiến lược. Tức có nghĩa rằng là dồn toàn bộ lực lượng cũng như là thời gian cũng như là công sức vào cái công cuộc là hỗ trợ cho những cái người đồng bào dân tộc thiểu số, và xem các cái người dân của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xem các cái dân tộc anh em là một khối thống nhất không thể chia rẽ. Và việc này được thể hiện qua rất nhiều chính sách và chủ trương của Đảng và nhà nước. Thứ nhất có thể kể ra là về mặt đời sống xã hội an sinh thì luôn luôn các cơ quan Đảng và nhà nước luôn luôn tạo ra những cái chính sách, tạo ra những cái công ăn việc làm về xây dựng cơ sở vật chất, nhà cửa, đường xá. Về giáo dục thì hỗ trợ cho con em đồng bào dân tộc thiểu số về kinh phí đi học, về điều kiện hoàn cảnh được đến trường. Tiếp theo nữa là về bảo hiểm y tế, là miễn 100% bảo hiểm y tế cho người dân của các cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Và về giáo dục, về y tế, về bảo hiểm vân vân, thì luôn luôn trong tất cả mọi mặt đời sống xã hội là đã được Đảng và nhà nước tập trung chú ý, và thậm chí tôn trọng luôn cả cái nét văn hóa chữ viết của từng dân tộc. Và đặc biệt hơn là luôn luôn đưa những cái cán bộ trẻ năng động, sáng tạo, kêu gọi các cái tổ chức xã hội đưa lực lượng xuống để tiếp cận với đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa, để hiểu được cái tâm tư, đời sống, nguyện vọng của họ, để trên cơ sở đó tìm ra chính sách, phương án giải quyết phù hợp, thuận lợi nhất để tạo một cái đời sống tốt nhất, thoải mái nhất cho các cái người dân tộc đồng bào này. Từ đó họ có cái niềm tin vào Đảng và nhà nước, và chắc chắn rằng họ sẽ không, hoặc là không một thế lực thù địch nào có thể tác động đến cái niềm tin của họ được. Và cũng hy vọng rằng là với những chính sách đã được Đảng và nhà nước chúng ta quan tâm cũng như là hiện thực hóa, thì về đời sống an sinh xã hội của bà con, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sẽ ngày càng được nâng lên hơn nữa. Kính thưa quý vị, đối với dân tộc Việt Nam, đoàn kết,
đã trở thành truyền thống quý báu và giá trị văn hóa cốt lõi, là sức mạnh vô địch trong suốt mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, chiến thắng thiên tai, dịch họa, định bờ cõi, xưng nền văn hiến, nêu cao độc lập, tự chủ. Đây là sức mạnh nội sinh có tính chủ đạo xuyên suốt, bền vững của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định chân lý: đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Đó là chân lý về sức mạnh vô địch của đoàn kết và phát triển truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Cùng Nhau Hiểu Luật xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và đồng hành cùng với chương trình. Cẩm Tú và luật sư Nguyễn Trần Thiên, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo.